tiện đang làm cái bộ xoang đa xoang thì hơ các cái mắt trên bàn tay này, cái chỗ theo đây chỉ thế thôi, nhưng mà bây giờ cụ là nhìn nó quang hơn và không chảy nước mắt. Tức là đang chảy nước mắt sống. Vâng, đang chảy nước mắt sống đấy. Cứ lúc nào cứ lấy cái giấy chấm chấm này mà. Đấy. Thế mẹ mẹ có chảy luôn từ không, còn chảy luôn từ thế là làm các cái hơ nóng hơ ngại. À. Khi vì đã đang làm cái xoang rồi thì đã làm 6 vùng mạch hết rồi. Thì sau đấy thì là em hơ luôn ngại các cái vùng này. Ở trên tay này. Tức là tôi nhìn thấy mắt nhé. Và cái nóng, nóng. Và cái nóng nó lúc nào thì nó ra thì mình thấy nhất là mình xong mình làm. Thì là hết chảy nước mắt. Phải hoan hô, mọi người vỗ tay hoan hô.